Thưa quý vị và các bạn, qua các lần đại hội đảng bộ và chuẩn bị bầu cử đều cho thấy việc chú trọng xử lý đơn thư, khiếu nại, kiến nghị hoặc tố cáo liên quan đến các ứng cử viên có vai trò quan trọng trong thành công của cuộc bầu cử. Chính vì vậy mà Ủy ban bầu cử tỉnh và các địa phương rất quan tâm đến vấn đề này. 4 năm trước đây, xã Phù Ủng là địa bàn thường có đơn thư khiếu nại tố cáo ở huyện Ân Thi. Sau khi Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra và thi hành kỷ luật một số cán bộ đảng viên, đồng thời xã sắp xếp lại vị trí việc làm cho phù hợp, bầu lại các bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, nên đến nay hiệp thương lần 2 xong được 2 tuần nhưng trên địa bàn xã không có đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến chuẩn bị bầu cử. Chúng tôi cũng đã làm tốt cái công tác giải quyết những đơn thư trước đó, và thậm chí những người ứng cử viên này đều đã được khu dân cư lựa chọn rất tốt, và các ứng cử viên của các tổ chức chính trị xã hội và các đồng chí lãnh đạo xã đưa về thì đều được sự đồng tình nhất trí của nhân dân. Do làm tốt các khâu chuẩn bị, trong đó có việc tổ chức kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật cũng như rà soát các nhân sự tổ chức đảng từ năm 2020 khi tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nên đến nay Ủy ban bầu cử thành phố Hưng Yên chưa nhận được đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên, tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo của Ủy ban bầu cử thành phố Hưng Yên vẫn thường xuyên rà soát các bước, nắm tình hình cơ sở để kịp thời giải quyết nếu có đơn thư khiếu nại, nhất là đến thời điểm chuẩn bị hiệp thương lần 3, niêm yết danh sách các ứng cử viên. Trên cơ sở lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thì chúng tôi đã chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư. Tuy nhiên đến nay thì qua báo cáo của các địa phương thì có một địa phương là có 2 công dân phản ánh về nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Thế và qua theo dõi rồi trực tiếp chỉ đạo công chí xem xét giải quyết thì đến nay cơ bản tổ chức đảng cấp dưới rồi tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo về bầu cử của cấp xã đã và đang xem xét giải quyết. Ngay sau khi nhận được đơn đề nghị liên quan đến ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoàng Hanh thành phố Hưng Yên đã tập trung nghiên cứu đơn, tìm hiểu nguyên nhân và giải quyết những vấn đề liên quan đến kiến nghị của công dân cũng như xác minh nội dung đơn. Chúng tôi thống nhất giữa Ủy ban bầu cử, Ủy ban nhân xã và đặc biệt là cái tổ giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, thì giao cho tổ giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đấy thì giải quyết 2 đơn nói trên. Thế thì cũng dự kiến là chúng tôi sẽ hoàn thiện toàn bộ cái hồ sơ sau khi xác minh xong. Thì tổ giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của Ủy ban bầu cử xã sẽ mời người có đơn đến và trực tiếp trả lời người có đơn theo quy định. Nếu giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bầu cử ngay tại cơ sở, sẽ không chỉ hạn chế điểm nóng mà còn góp phần đem lại quyền và lợi ích chính đáng cho các ứng cử viên, công khai những vấn đề mà người dân chưa rõ, nhất là sắp đến thời điểm tổ chức hiệp thương lần 3, chốt danh sách các ứng cử viên để tiến hành bầu cử vào ngày 23 tháng 5 tới.